Câu chuyện này các ngươi đều biết. Mấy trăm năm trước, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không tự ý xông vào Nam Thiên Môn, đại náo thiên cung, cuối cùng bị thiên ngoại thần trưởng của Phật Tổ Như Lai đánh từ Nam Thiên Môn xuống phàm trần. Ta vẫn luôn tìm ngài ấy, hy vọng ngài ấy có thể đưa ta lên thiên cung. Bé con, không tìm được Tề Thiên Đại Thánh nữa, chi bằng người cứ để bọn ta ăn thịt đi. Các ngươi ăn thịt ta, Tề Thiên Đại Thánh sẽ không tha cho các ngươi đâu. Cứu ta, cứu ta với. Bé con, làm gì có đại thánh nào. Phải đấy, phải đấy. Lâu rồi chưa ăn thịt. Này, có đào không? Ta hỏi các ngươi, có đào không? Đại thánh. Yêu ở đâu vậy? Long Sơn Thôn. Long Sơn Thôn. Không phải ta đã lập quy tắc không được ăn thịt người sao? Nào, vào. Vào đây. Vào đây. Đại thánh tha mạng. Đại thánh tha mạng. Lấy trái cây. Lấy trái cây. Con tưởng ngươi là Tề Thiên Đại Thánh à? 5 năm trước ngươi đại náo tiên cung, hại yêu giới bọn ta dân chúng làm than. Bọn ta chỉ có thể ăn mấy thứ trái cây thối này. Bọn ta ăn gì thì ngươi ăn đấy. Ăn đi, ăn đi, ăn. Ngươi ăn đi. Người muốn ăn không?
đây là của những huynh đệ đã chết, tặng ngươi ăn đấy. Ăn đi, ăn đi. Tề Thiên Đại Thánh, cuối cùng ta cũng tìm được ngài rồi, Tề Thiên Đại Thánh. Cũng tốt, để con khỉ kia nhìn xem, mấy quy tắc hắn đặt ra từ lâu đã không còn nữa. Đi, đi. Yêu quái. Tề Thiên Đại Thánh. Điện hạ, điện hạ. Điện hạ, nhìn người ta đi mà, cái nơi tồi tàn kia có gì đáng xem đâu. Điện hạ, người có biết đó là đâu không? Đó chẳng phải là Long Cung cũ ngày xưa sao? Vậy còn tồi tàn không? Khởi bẩm điện hạ, Ngũ Chỉ Sơn sập rồi. Hắn ra ngoài rồi. Đợi hắn mấy trăm năm, cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Thái tử có giết không? Bây giờ giết chết hắn dễ dàng như bóp chết một con kiến. Quá nhàm chán. Đoạt báo vật Long tộc ta, hủy Long cung ta, hại Long tộc ta bị liệt xuống hàng tiên bang, chịu đủ sỉ nhục. Ta cũng muốn cho hắn nếm trải cảm giác này. Vẫn chưa tỉnh à? Tỉnh rồi. Đại Thánh, đi đây. Đợi ta với. Ngươi làm gì đấy? Cuối cùng cũng gặp được người thật rồi. Không đúng, khỉ thật. Cũng không đúng. Yêu, khỉ yêu, người khỉ. Chẳng lẽ là nhân yêu? Im đi. Nè, đừng đi theo ta. Ngài có biết ta tìm ngài suốt không? Người tìm ta làm gì?
ta muốn nhờ ngài đưa ta lên thiên cung. Trên đời này chỉ có Tề Thiên Đại Thánh ngài có thể đưa ta lên thiên cung, có được không? Vẫn chưa đến lúc. Vẫn chưa đến lúc gì chứ? Không phải ngài biết bay à? Tại sao phải đi bộ? Pháp thuật của ngài đâu rồi? Ngươi im đi, ồn chết đi được nhóc con. Tên ta không phải là nhóc con, ta tên ai nhất? Ngươi cứ đi theo ta mãi làm gì? Ngài vẫn chưa đồng ý đưa ta lên thiên cung mà. Chút chuyện nhỏ thế này, phải đó. Không đến nổi chứ. Vì chút chuyện nhỏ như thế, phải đấy, không đến nổi. Thượng Đức Tiên Quân, kẻ lại tiên quan, chém. Kẻ lén tháo xích sắt, chém. Kẻ trộm đồ cúng, chém. Đây chính là kết cục khi không nghe lời. Tức giận hả? Không phục hả? Muốn trách thì phải trách con yêu hậu kia. Hắn đại náo thiên cung, mạo phạm luật trời. Nếu không, các người cũng không đến mức thuộc quyền quản lý của ta. Lão ngu. Đủ rồi, đủ rồi, ta tự gấp. Ngu thúc, thúc gầy hơn ta tưởng tượng nhiều. Đại thánh, tỉnh rồi à? Tỉnh rồi à? Ngồi đi, ăn một ít. Huynh đánh ta làm gì? Ta nói này, ngươi không chịu đòn giỏi như trước kia nữa. Lão Tàng Như Lai phong ấn pháp lực của ta rồi. Làm sao ra ngoài được vậy? Ta và Đại Thánh cùng ra ngoài. Ta muốn ngài đưa ta lên thiên cung. Ai đồng ý đưa ngươi đi hả? Ta nhớ trong truyện, không phải các cửa có 7 đại thánh hả? Đó là chuyện quá khứ cả rồi. Ăn đi. Dị ca đâu? Hắn à? Có lẽ sống tốt hơn chúng ta một chút. Không nhắc đến nữa. Đúng rồi. Người sau khi ra ngoài có dự định gì? Đánh lại. Ngộ Không lão đệ, ta sắp làm cha rồi. Từ nay về sau, ta chỉ là ta muốn sống yên ổn qua ngày. Ngưu ca, lần trước ta chỉ còn thiếu một chút xíu thôi. Lần này chắc chắn ta có thể thành công. Quả nhiên giống như ta nghĩ, vẫn là Tôn Ngộ Không kia. Ăn đi, ăn nhiều vào. Ăn nhiều lên.
Nhóc con, đi thôi. Vội vàng như vậy, đi đâu thế? Đại tẩu, đây chẳng phải Tề Thiên Đại Thánh năm đó một mực cố chấp đại náo thiên cung sao? Nhờ ngươi mà thiên đình mới dần lây sang yêu giới, hại bọn ta đều không được sống yên ổn. Hôm nay có phải chúng ta phải tính toán nợ nần không? Trói hắn lại. Lên. Con khỉ thối thà. Lúc thành công thì đi theo ta. Ta gặp nạn, các người có mấy ai nghĩ đến ta không? Lúc ngươi thành công, có từng nghĩ đến bọn ta không? Đại thánh cẩn thận. Đây chính là số trời. Chấp nhận số phận đi. Ông đã không bao giờ chấp nhận số trời. Ta đánh bại trời, ta chính là trời. Ngươi vẫn không hiểu ra. Nhóc con, tránh ra. Không được ức hiếp đại thánh. Hắn không phải đại thánh gì cả. Ngài ấy phải. Trong lòng ta, ngài ấy mãi mãi là Tề Thiên Đại Thánh. Trúng kế của con khỉ chết tiệt kia rồi. Phu nhân, thế nào? Không sao chứ? Đi nấu cơm. Được. Được rồi, ngươi mau dậy đi. Mau dậy đi. Không dậy đấy, không dậy đấy, không dậy đấy. Ngươi thật là ngươi. Đâu? Đại ca, ngươi nặng chết đi được. Không được ức hiếp đại thánh. Được đấy. Đại thánh, tại sao họ lại nói ngài không phải đại thánh? Có những người đi theo ngươi mãi thì mất đi đức tin, mất đi trái tim. Nghĩa là sao? Ta phải giúp bọn họ tìm lại trái tim kia. Tim? Tim gì? Ở đâu? Đi, cùng ta đi lấy gậy kim cô. Không phải là ngài muốn tìm tim hả? Sao lại đi lấy gậy kim cô? Không phải gậy kim cô ở trong tay của ngài hả? Vậy ngài móc nó ra là được rồi mà. Người im đi. Pháp khí này tên Ngự Hồn, có thể điều khiển tâm trí con người, kiểm soát hành động. Do yêu ma thời thượng cổ tạo nên, cực kỳ nguy hiểm. Một huyền tiên nhân, bổn tiên phụng lệnh Phật tổ trông coi, không được đưa cho người ngoài. Tiểu Vương hiểu. Nhưng yêu hầu tái xuất, Tiểu Vương thật sự lo cho an nguy thiên hạ, muốn mượn pháp khí thu phục yêu hầu.
để trừ hậu họa, thiên hạ thái bình, mong tiên nhân ân chuẩn. Vật này đã bị pháp lực của Phật Tổ phong ấn từ lâu, cho dù bổn tiên tặng cho ngươi cũng không hoạt động được. Vả lại, yêu hầu kia vừa tái xuất cũng chưa thấy nó có ý làm phản trở lại. Mọi sự tự có dụng ý của Phật Tổ, ngươi không cần bận tâm nữa. Long tộc đã liệt xuống dưới tiên bang từ lâu, không được thiên đình cho phép, ngươi cũng không có tư cách bắt nó. Tiểu Phương hiểu. Hiểu. Phái người đi tra xem làm sao mở phong ấn của pháp khí này. Rõ. Thái tử, vậy ông ta đưa đến Nam Thiên Môn báo về thiên đình, yêu hầu Tôn Ngộ Không sát hại tiên nhân. Rõ. Đẹp quá. Đẹp quá đi. Nhìn chú chim non kia, rồi nhìn cây cổ thụ kia. Đẹp quá đi. Đến nhà ta rồi. Ngươi xem, kia chính là Thủy Liêm Động, gậy kim cô của ta ở trong đó. Thôi sao? Tất nhiên. Đại Thánh, đến đây sẽ không gặp phải yêu quái gì đến bắt chúng ta nữa nhỉ? Đây là địa bàn của ta, ai dám cản ta? Lớn thế này rồi à? Ngươi đừng sợ, đây là thú cưng ta nuôi. Ngươi đừng thấy bộ dạng nó bây giờ khá đáng sợ, thật ra nó chỉ trông đáng sợ thôi, tiếp xúc với nó sẽ thấy đáng yêu lắm. To quá. Muốn ăn không? Thú vị đấy. Đại Thánh, chẳng phải khỉ thích ăn chuối à? Ngài cũng là khỉ đấy thôi. Khỉ các ngài sao lại không hiểu khỉ chút nào vậy? Ta là khỉ, con đó gọi là Tinh Tinh. Tinh Tinh, hiểu không? Tinh Tinh đi như thế này, còn bọn ta đi kiểu này, bọn ta hoàn toàn khác nhau. Im đi. Mấy trăm năm rồi, chỉ có nơi này là vẫn như cũ. Đẹp quá. Đại Thánh, gậy kim cô của ngài đâu? Ở đâu, ở đâu? Ở đằng kia. Nào, nào, nào. Đại Thánh, đây chính là gậy kim cô của ngài sao? Đúng, đây chính là gậy kim cô của ta. Nặng 13.600 cân, chỉ có Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ta mới cầm lên nổi. Đại Thánh, sao vậy?
Không sao, không sao. Không phải chỉ có Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ngài cầm lên nổi sao? Sao lại cầm không nổi vậy? Bởi vì hắn vốn không có tư cách. Ngươi là ai vậy? Nhị ca, Phúc Hải Đại Thánh, Giao Ma Vương, đã lâu không gặp. Phúc Hải Đại Thánh đã chết rồi. Ngay lúc ngươi đại náo thiên cung thì hắn đã chết rồi. Bây giờ đứng trước mặt ngươi là Phúc Hải Đại Tướng Quân, phụng lệnh Long Thái Tử ở đây trông coi Định Hải Thần Châm. Ngươi không lấy được đâu. Cút đi. Đường đường Phúc Hải Đại Thánh, từ lúc nào biến thành chó giữ cửa cho kẻ khác vậy? Đây là nhà ta, không cần ngươi trông coi. Kẻ nên đi là ngươi mới đúng. Kẻ xấu, Long Thái Tử là kẻ xấu. Hắn đã giết chết cha mẹ ta, ta phải lên thiên cung báo quan bắt hắn. Ta không muốn giết ngươi. Nếu bây giờ ngươi đi thì ta sẽ tha mạng cho ngươi. Không đời nào. Đại Thánh, Đại Thánh, Đại Thánh, Đại Thánh, ngươi thả Đại Thánh ra. Cút đi. Kẻ thù của ngươi đã giết cha mẹ ngươi, ta thay ngươi giết hắn. Không được giết người. Quan quan tương báo bao giờ mới dứt? Ta muốn lên thiên cung báo quan. Được, vậy ta đồng ý đưa ngươi đi thiên cung. Thật à, lúc nào vậy? Sắp rồi. Ta cũng không muốn ngày ngày chém người của tộc các ngươi, lén giấu binh khí, mưu toan tấn công tiên nhân. Tội nặng. Tru di tam tộc. Chém. Cứu ta với. Cứu ta với. Chém đi. Lão Ngưu, làm gì đấy? Tạo phản à? Đại nhân, trẻ con vô tội. Lão Ngưu, ngươi là người thông minh, sao vào lúc này lại lên cơn lú lẫn vậy? Đại nhân,
ngài chăm trước cho. Được, ta chăm trước. Lão Ngô, ngươi không dễ dàng gì, nhưng hôm nay ta nói phải giết ba tên thì hắn phải giết ba tên. Các ngươi ai thay thế hắn đi? Để ta. Không đáng. Không đáng đâu. Chém. Địa bàn của ta, kẻ nào dám vợ thói ngang ngược? Yêu hầu to gan, ngươi còn dám tạo phản sao? Xích sắt trên thân không nặng sao? Tháo ra. Đại thánh à, đây là quy tắc của tiên nhân đặt ra. Đổi trời rồi, quy tắc cũng thay đổi đi. Đi theo ta. Ngày tháng sau này chúng ta phải có thịt, phải có rượu. Nếu có kẻ đánh chúng ta thì chúng ta phải đánh trả. Cướp đồ của chúng ta thì chúng ta phải giành lại. Ta muốn cho trời và đất đều biết lão tôn ta quay về rồi. Tề Thiên Đại Thánh, 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 Tề Thiên Đại Thánh. Đại ca, đánh lại. Tề Thiên Đại Thánh, Tề Thiên Đại Thánh. Hôm nay ngươi cản hộ ta một đao, ta cũng không cản ngươi nữa. Nhưng có một câu phải nói ngươi biết. Nếu ngươi lại dẫm lên với xe đổ mấy trăm năm trước, những huynh đệ bên cạnh ngươi sớm muộn gì vẫn sẽ bị ngươi hại chết. Ngươi tự liệu mà làm đi. Tề Thiên Đại Thánh, 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 Tề Thiên Đại Thánh. Thần hổ thẹn đã phụ thánh lệnh, mong điện hạ thứ tội. Quả nhiên ngươi vẫn là yêu. Yêu hầu kia đã không còn pháp lực, làm gì có chuyện ngươi không đánh lại hắn chứ? Ta thấy ngươi vẫn niệm tình cũ năm đó nhỉ? Không dám. Ta và hắn đã ân đoạn nghĩa tuyệt từ lâu. Chỉ là Định Hải Thần Châm kia, ta quả thực không điều khiển nổi. Định Hải Thần Châm bị Như Lai phong ấn, sao hắn lại giải được? Là một cô bé bên cạnh hắn, máu của nó hình như có thể mở pháp ấn của Như Lai. Vậy ta sẽ cho người một cơ hội lập công chuộc tội. Đưa cô bé đó đến đây cho ta. Long Sơn Thôn hiện tại do Thượng Thanh Tiên Nhân trấn thủ. Thượng Thanh Tiên Nhân, ba đồng tử dưới trướng ai ai cũng thần thông quảng đại. Hoa Dương Thôn, tứ đại thiên sư cùng nhau canh gác. Tắc Thần Thôn, một đức tinh quân, một đức tinh quân trấn thủ, đừng nói nữa. Đau đầu. Chỉ một chữ. Xử.
Các huynh đệ, ta nói vài câu nhé. Hôm nay chúng ta được ăn ngon uống ngon như hôm nay, được sống những ngày nở mày nở mặt, đều nhờ phúc của Đại Thánh Gia chúng ta. Nào nào nào, lại đây, lại đây. Nào, cùng nhau mời Đại Thánh Gia một chén. Nào, cạn. Đại Thánh đừng uống nữa, không phải Ngài đã hứa chơi trò chơi với ta sao? Đợi một lát. Cạn chén, cạn chén. Uống, uống, uống. Xem mặt Ngài đỏ như đít khỉ kìa. Nhóc con này đúng là. Tiểu đại vương, ta chơi với ngươi nhé. Đi đi, tiểu yêu quái. Đợi chút. Nhóc con này phiền phức thật. Chơi với ngươi, chơi với ngươi. Chơi nào. Đừng nghịch, nhốt, nhốt. Vẫn chưa chơi đủ à, nhóc con? Vẫn chưa chơi đủ à, nhóc con? Lâu rồi, chưa chơi vui thế này. Ngài xem mấy lão yêu quái kia, bị ta cù đến cười lăn cười bò rồi. Nếu có cha mẹ ta ở đây thì tốt rồi. Thực ra bây giờ cũng ổn, chúng ta có Đại Thánh, còn có Đại Tinh Tinh, lão yêu quái, rất nhiều yêu quái. Chúng ta mãi mãi vui vẻ thế này là tốt rồi. Không thành vấn đề. Lúc nào chúng ta mới có thể lên thiên cung? Yên tâm đi, sớm muộn gì cũng sẽ đi. Yêu hầu Tôn Ngộ Không sát hại tiên nhân, dẫn đầu chúng yêu liên tiếp đánh hạ 4 trấn, khiến sinh linh đồ thán, đạo trời khó dung tha. Huyền Võ Thiên Tôn. Thôi vậy, Long Thái Tử nghe lệnh. Có. Lệnh cho Long tộc ngươi tiêu diệt yêu hầu Tôn Ngộ Không. Sau khi xong chuyện, cho phép Long tộc ngươi đứng vào hàng tiên bang, muôn đời tận hưởng. Tiểu Phương nhận lệnh.
Tề Thiên Đại Thánh. Đẹp thật, đẹp quá đi mất. Cũng tạm tạm, ta đã ngắm cảnh này suốt mấy trăm năm rồi. Có điều hôm nay nhìn quả thật hơi khang khác. Đẹp thật. Đại Thánh, Đại Thánh, bọn ta đã bắt được Tiên Quang làm hại Ngu Trấn rồi. Đại Thánh, ngài đại nhân không so đo với kẻ tiểu nhân. Đại Thánh tha mạng, Đại Thánh tha mạng. Ngài đại nhân không so đo với kẻ tiểu nhân. Trước đó ta cũng chỉ phụng lệnh trấn thủ Ngu Trấn thôi. Bây giờ biết xin tha rồi à? Đại Thánh, lúc ngươi giết hại huynh đệ của ta, có từng nghĩ rằng sẽ có hôm nay không? Giết, tha mạng. Giết, 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 giết. Không được giết người. Tránh ra. Tại sao ngài lại muốn giết hắn? Kẻ xấu, nên giết. Ngài giết hắn thì ngài còn xấu xa hơn hắn nữa. Hắn đã giết nhiều huynh đệ của ta như vậy, đâu phải người không biết. Yêu có quy tắc của yêu, tiên có luật pháp của tiên. Tóm lại, các người tự ý giết người là không được. Quy tắc do ta đặt ra, ta chính là quy tắc. Ngài muốn giết ông ta thì giết ta trước đi. Được. Vậy bây giờ ngươi chọn đi, ngươi về phe hắn ta hay về phe ta? Được, ta biết rồi. Để hắn đi đi. Để hắn đi. Để hắn đi. Đi mau, đi mau. Đi mau, đi mau. Mau đi đi. Đi đi. Đi mau, đi mau. Ta biết ngay mà. Đại Thánh, không sao cả. Thả một tiên quan đi, ta thấy chẳng sao cả. Sớm muộn sẽ có ngày ta đánh lên tiên cung, giết cho hắn không còn manh giáp. Đại Thánh, tại sao ngài lại làm như vậy? Tại sao à? Ta muốn tất cả mọi người biết Tôn Ngộ Không ta chính là Tề Thiên Đại Thánh. Ngài chính là Tề Thiên Đại Thánh mà. Trong lòng ta, ngài mãi mãi là Tề Thiên Đại Thánh. Chỉ trong lòng ngươi thì có ích gì? Tiên quan đã quản sợ rồi. Có thể sang sẽ lo âu cùng với Long Thái Tử là vinh hạnh của Hạ quan. Chỉ là Hạ quan nghĩ đủ mọi cách thi hành cực hình với chúng yêu, là muốn khiến chúng tình trạng mọi chuyện đều là nghiệp do Tôn Ngộ Không phạm phải. Nhưng cuối cùng vẫn để con khỉ kia thu phục chúng yêu. Hổ thẹn, hổ thẹn. Thái tử tha mạng, Thái tử tha mạng. Không sao, chuyện này vừa đúng ý bổn cung. Tiên quan vất vả rồi. Chút tấm lòng nho nhỏ, xin chớ từ chối. Vậy Hạ quan cung kính không bằng tuân lệnh. Điện hạ, đã dẫn người đến. Nếu không có chuyện gì khác, Hạ quan cáo lui trước. Người chính là Long Thái Tử, chính người đã giết chết cha mẹ ta.
Điện hạ, số cuộc pháp khí này có công dụng gì? Công dụng gì à? Điện hạ, điện hạ, điện hạ, điện hạ, điện hạ tha bạn, điện hạ, điện hạ. Ta muốn khiến yêu hầu kia chính tay giết chết người tộc mình, hủy hết thanh danh. Tốt thật. Đao này. Đại thánh, đại thánh, đại thánh ngài xem, đây là trang bị thượng hạng mà bọn ta cướp được đấy. Tiếp theo chúng ta tấn công thôn trấn nào đây? Thôn trấn, chúng ta sắp đại náo thiên cung lần nữa. Đại náo thiên cung? Đại thánh à, chuyện tấn công thiên đình không phải là chuyện nhỏ. Ngài cân nhắc lại. Không cần cân nhắc nữa. Chuyện này không có gì phải bàn bạc. Hỏa sức hưởng thụ đi. Cho ngươi. Không cắm cờ của Tề Thiên Đại Thánh lên thiên cung, chúng ta sẽ mãi mãi bị kẻ khác coi thường. Đại Thánh à, ngài chớ tức giận. Ngài xem, hiện giờ chúng ta cơm no áo ấm, cũng không bị người ta ức hiếp nữa. Vào lúc này đi chọc giận thiên uy, thật sự đại thánh, ngài làm sao vậy? Đại thánh, chạy mau. Đại thánh, mau đưa nó đi. Đại thánh, đại thánh, ngài làm sao thế? Không phải ngươi thích gậy sao? Cho ngươi đấy.
Đi đi. Chạy mau. Cầu xin ngươi đấy. Ai tới giết ta đi. Không hổ là yêu vương một thuở, giết chết người của mình mà không hề để tâm. Yêu hầu Tôn Ngộ Không lên cơn ngông cuồng, trong một ngày giết sạch chúng yêu Hoa Quả Sơn. Thế này e là cả yêu giới đều không chứa chấp được ngươi nữa rồi. Cầu xin ngươi, giết ta đi, giết ta đi. Đúng thế, chính là vẻ mặt này. Ta muốn cho ngươi biết cái gì gọi là thân bại danh liệt, cái gì gọi là sống không bằng chết. Tề Thiên Đại Thánh, ta thấy còn không bằng cả con chó nhà có tang. Định Hải Thần Châm này vốn là báu vật của Long tộc ta, nay vật về chủ cũ. Ta sẽ dùng nó để tiễn ngươi lên đường. Kiếp sau mong rằng ngươi có thể yên phận làm một súc sinh. Điện hạ, đuổi theo không? Không cần đâu. Bây giờ Tôn Ngộ Không không khác gì người chết, bổn cung có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào. Hồi cung. Khốn kiếp, hiếp người quá đáng. Những năm qua bọn chúng chèn ép đồng tộc của chúng ta còn ít sao? Không được, phu nhân. Hay là nàng về trước, ta đi xử. Bỏ đi, bỏ đi. Đại Thánh, Đại Thánh, tại sao lại giết bọn ta? Tại sao lại giết bọn ta? Tại sao? Đại Thánh, Đại Thánh, Đại Thánh, Đại Thánh, Đại Thánh, Đại Thánh. Người trúng kế rồi. Tiểu tử của Long tộc kia không biết lấy đâu ra một báu vật hiếm thấy. Pháp khí này tên là Ngự Hồn, có thể điều khiển tất cả yêu tiên trong thiên địa này, cực kỳ nguy hiểm. Báo thù. Báo thù? Báo thù gì? Suốt cuộc ngươi muốn hại chết bao nhiêu người mới chịu thôi? Hồi ấy ngươi đại náo Long cung, đùa bỡn Long vương, cướp báu vật Long tộc là Định Hải Thần Châm, lúc đó đã gieo nên tai họa rồi. Sau đó ngươi lại đại náo thiên cung, vạn tiên phẫn nộ, khiến tiên giới luôn liên lụy đến toàn bộ yêu tộc, mà tất cả chỉ vì ham muốn cá nhân của ngươi, hoàn toàn không nghĩ đến sống chết của các huynh đệ bên cạnh. Huynh nói đúng, đều do ta hại. Chuyện đến nước này, đừng nghĩ rằng ngươi đã mất những gì. Hãy nghĩ xem ngươi còn làm được chuyện gì nữa. Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh gì chứ?
Chó má. Phải đấy. Chuyện rằng mấy trăm năm trước, Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Đình từng sai 10 vạn thiên binh thiên tướng tiến đến Hoa Quả Sơn, hàng yêu phục ma. Không ngờ, nơi đó lại xuất hiện một con yêu hầu được hóa ra từ linh khí của thiên địa, đơn thương độc mã, đối diện với chư thiên thần Phật, vẫn hiên ngang không sợ hãi, thậm chí tự ý xông vào Nam Thiên Môn. Nào ngờ, con yêu hầu này vô cùng ghê gớm. Không cần phí chút sức nào đã khiến thiên cung gà bay chó sủa. Hắn chính là chủ nhân của Thủy Liêm Động Hoa Quả Sơn, yêu vương một thuở, Tề Thiên Đại Thánh. Hắn chính là con yêu hầu, đúng, yêu hầu. Ngươi biết không, hắn đã giết sạch thuộc hạ của hắn đó. Hả, vậy sao? Đúng thế, ác quá vậy. Hắn coi tư cách gì làm Tề Thiên Đại Thánh chứ? Chỉ là một con khỉ thối thôi. Nói bậy bạ, Tôn Ngộ Không chính là Tề Thiên Đại Thánh. Trong lòng ta, nhà ấy mãi mãi là Tề Thiên Đại Thánh. Biết không, con khỉ còn đẹp hơn hắn. Đúng, hắn không xứng. Yêu hầu. Ăn mày ở đâu ra vậy? Không có mắt. Ngươi... ngươi còn mặt mũi ra ngoài à? Đợi chút. Cô bé đi cùng ngươi bị Long Thái Tử bắt rồi. Không phải vì ta coi trọng ngươi đâu nhé. Là vì nó từng cứu ta. Ta nên báo đáp nó. Tiếp theo làm thế nào? Thì ngươi tự liệu mà làm đi. Đi theo ta, ta dẫn người ra ngoài. Tại sao ngươi lại cứu ta? Vì đã có quá nhiều người chết rồi. Yêu đúng là yêu. Quả nhiên không trông cậy được. Không phải ngươi muốn dẫn ta ra ngoài sao? Sao ngươi cũng vào đây luôn rồi? Huynh đệ các người đều kỳ lạ quá đi. Ta thấy nói suông thì cực kỳ lợi hại, nhưng làm gì cũng không xong. Bọn ta không phải huynh đệ. Các người chính là huynh đệ. Các người đánh nhau thì đánh nhau, nhưng chuyện về các người ta đều đọc rồi. Các người chính là huynh đệ. Huynh đệ. Mấy trăm năm trước, lúc hắn khăng khăng theo ý mình đại náo thiên cung, có từng nghĩ đến những huynh đệ bọn ta không? Gần đây yêu giới dân chúng làm than, hắn vẫn còn dẫm lên vết xe đổ. Trong mắt hắn, có xem bọn ta là huynh đệ không? Vậy bọn họ có xem ngươi là huynh đệ chưa? Hắn chỉ quan tâm chút danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh của hắn mà thôi. Ngài ấy là Tề Thiên Đại Thánh là vì chúng ta đều tin ngài ấy chính là Tề Thiên Đại Thánh. Thứ ngài ấy cần không phải là danh hiệu, là chúng ta.
Người đâu? Vội gì mà vội? Uống với ta một ly nước. Không có pháp bảo của Long tộc ta, ngươi chẳng là gì cả. Ăn cây táo, rào cây sung. Không sao chứ? Không sao. Bây giờ sẽ tiễn người lên đường. Không được ức hiếp đại thánh. Đại thánh. Bây giờ ngươi biết mất mát có mùi vị gì rồi chứ? Vậy thì lại cho ngươi nếm thử xem. Được. A Nhất. Nhất.
Đại Thánh, lúc nào ta mới được lên thiên cung vậy? Cuối cùng ta cũng tìm được ngài rồi, Tề Thiên Đại Thánh. Khỉ thật cũng không đúng, yêu, khỉ yêu, người khỉ, chẳng lẽ là nhân yêu? Không được ức hiếp Đại Thánh. Ngài chính là Tề Thiên Đại Thánh mà. Trong lòng ta, ngài mãi mãi là Tề Thiên Đại Thánh. Mấy trăm năm trước, ta đều vì bản thân. Hôm nay, ta chỉ vì ngươi. Đi, chúng ta lên thiên cung.
đến thiên cung rồi. Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn. Không được giết người. Ngài giết hắn thì ngài còn xấu xa hơn hắn. Kẻ nào vậy? Báo tên ra đây. Bình Thiên Đại Thánh, Ngưu Ma Vương. Phúc Hải Đại Thánh, Giao Ma Vương. Tề Thiên Đại Thánh, Mỹ Hầu Vương. Bắt lấy người ta. A Di Đà Phật. Bạch Long làm nhiều việc ác, kiếp này nên gặp quả báo. Còn trong số kiếp này, Ngộ Không có thể sửa đổi lỗi xưa, quay đầu là bờ, mới là ngã Phật từ bi. Ông từ bi. Ai từ bi với ai nhất đi? Duyên sinh duyên diệt, vạn vật đều từ tâm mà ra. Nhân thiện quả thiện, vạn pháp đều có thể quy về một. Kiếp này A Nhất, vì để hóa giải thù hận trong lòng ngươi, mới có được mối duyên này. Rốt cuộc ta nên làm thế nào? Nếu cố chấp muốn báo thù, cái nghiệp trong tâm khó bỏ, thì ngươi sẽ phụ nỗi khổ của A Nhất. Ngộ Không, ngươi cần phải quay về Ngũ Chỉ Sơn tiếp tục tu hành, tiếp tục tìm duyên Phật. Ta từng cho rằng, chỉ cần đạp trời xuống dưới chân thì ta chính là Tề Thiên Đại Thánh. Ta vững tin không nghi ngờ gì. Mãi đến hôm nay ta mới hiểu ra, không có bọn họ, ta chẳng là gì cả. Nếu cho ta thêm một cơ hội, ta sẵn lòng vĩnh viễn bị đè dưới Ngũ Chỉ Sơn, để đổi lấy họ kiếp sau được bình yên. Một trăm năm sau. Sao nơi này lại có cái hang động? A Di Đà Phật. Bần tăng đến từ Đông Thổ Đại Đường, đến Tây Thiên bái Phật thỉnh kinh. Đi ngang qua nơi này, bất cẩn là khố, cho hỏi họ tên thí chủ. Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không. Cuối cùng cũng gặp được người thật rồi. Không đúng, khỉ thật. Cũng không đúng, yêu. Hầu yêu, người khỉ,
Chẳng lẽ là nhân yêu? Không đúng, không đúng, không đúng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.